Danh thủ Eddie Van Halen đã qua đời. Có thể nói là Eddie Van Halen đã để lại một cái tài sản vô cùng đồ sộ cho âm nhạc thế giới nói chung và trong giới guitar nói riêng. Người ta gọi ông là một người tiên phong trong rất nhiều cái lĩnh vực, không chỉ về cái lối đánh kỹ thuật, về cải tiến đàn gì, mà còn ảnh hưởng về cái lối viết nhạc, về cái cải tiến của âm ly, cách sử dụng âm ly tạo ra cái gain rất là nhiều thứ trong âm nhạc. Mà các bạn biết rằng là một người rất nổi tiếng trên YouTube về kiến thức về âm nhạc đó là Rich Beato, ông đã nói là bạn có thể học mọi thứ từ Eddie Van Halen. Và trong cái cuốn mà viết của Fisher, tức là ông Rock, giải vị Rock đó, thì cái phần mà liệt kê những cái album để các bạn có thể tham khảo của từng tay guitar khác, thì mỗi tay guitar thì có ghi một cái tên album hay ra. Nhưng đến Eddie Van Halen thì ông ghi là Any Album, tức là bất kỳ một cái album nào bạn cũng có thể học hỏi được từ Eddie Van Halen. Bởi vậy có thể nói là ông là một người rất là đặc biệt. Và trong tất cả các cuộc bầu chọn những tay guitar rock xuất sắc nhất mọi thời đại, thì bao giờ Eddie Van Halen cũng thường nằm ở trong cái top là 5 người đầu tiên. Thì để nói sơ như vậy để các bạn biết là tầm ảnh hưởng của ông với âm nhạc thế giới là rất là khủng khiếp. Và rất nhiều những cái danh thủ sau này đều thể hiện cái lòng ngưỡng mộ và cũng sự là kính yêu đối với Eddie Van Halen. Thì các bạn biết rằng ban nhạc Eddie Van Halen là bắt đầu thập niên 70-80. Thì trước đó những âm thanh các bạn nghe khá phổ biến đó là chủ yếu tiếng override thôi, tức là cũng là tiếng guitar solo nhưng mà nghe nó khá là nhẹ. Nhưng đến Eddie Van Halen, ông đã chỉnh lên một cái mức gain cho nó cao hơn, sau này gọi là tiếng distortion, các bạn nghe nó nặng hơn, nghe nó phê hơn. Và như có thể nói ông là người đã tạo ra những âm thanh chói tai đó thành những cái giai điệu rất là đẹp, và cũng là một trong những người đầu tiên sử phổ biến cái kỹ thuật two hand tapping, tức là cái tay giống như lúc đầu mình đánh cho các bạn này. Thì không phải ông là người sáng chế về kỹ thuật này đâu các bạn, không phải. Trước đó có một vài người đánh nhưng mà giống như các bạn lâu lâu sử dụng này thôi, chứ không phải phổ biến để đưa nó vô một cái bài hát hoặc là đánh cho nó thực sự hay. Thì ông là người hoàn thiện kỹ thuật đó và giúp nó lên một cái tầm cao mới. Thì cái bài mà nổ ra đó là cái bài Eruption. Trong đó ông đánh cái câu solo mà sử dụng tap binh như thế này. Các bạn biết thời kỳ đó cũng không có YouTube, không có Internet. Người ta chủ yếu mua đĩa hoặc mua cái băng cassette về nghe thôi. Và rất nhiều tay guitar không biết rằng là tại sao nó lại nhanh và nó sạch sẽ như vậy. Mọi người vẫn đánh beat, cái phím mà mình đánh kiểu bình thường, không ai nghĩ là đi đánh kiểu như thế này cả. Cho nên câu nó tốc độ rất là mượt mà, rất là nhanh. Rất nhiều tay guitar cũng nghe bằng cố gắng bắt là biết là ông đánh ba nốt này đó, ba nốt đó. Nhưng mà đánh tay không biết cách nào mà đánh mà nó sạch sẽ và nó nhanh được như vậy. Cho nên mọi người đến lúc mà xem Eddie Van Halen diễn live show, mọi người mới vào là thì ra là anh ta đánh như vậy. Và rất nhiều tay guitar sau này copy cái kiểu đó và thêm thắt vào để cho cái kỹ thuật tap binh nó nâng mình một cái tầm cao mới nữa. Về đàn thì nói chung là ông là người sử dụng đàn và rất là thích tìm tòi mày mò. Các bạn kiểu này, kiểu như thế này, đấu biết cấp như thế này, như thế nọ, sử dụng cái cần nhúng hai chiều và làm cho nó tạo ra những cái âm thanh harmonic ma mị. Và sau này
bản thân của ông là kết hợp với những cái hãng đàn Music Man, sau này Fender chẳng hạn, B-Way, để nâng tầm cái cây guitar lên theo một cái chuẩn rất là mới, rất là đặc biệt. Rồi Amply, xài tube amp, đầu tiên mà phát triển cho là B-Way năm 1950, sau này là EVH của cái Fender kết hợp sau này nữa, thì tạo ra cái chất âm rất là đặc trưng và người ta gọi là giống như tiêu chuẩn để cân chỉnh cho rất nhiều bản nhạc sau này. Đó, vì kỹ thuật viết nhạc của ông đưa ra các bài hát, các cách sử dụng kết hợp keyboard vào trong bài hát, rồi vừa điểm vừa solo, nó rất nhiều thứ. Có thể nói Eddie Van Halen là một người rất là giỏi và gọi là xuất chúng trong giới guitar thế giới, và điểm trên đầu ngón tay. Và có thể so sánh với là nếu các bạn từng nghe đến Jimi Hendrix, người ta nói nhiều về Jimi Hendrix là một trong những người cũng cực kỳ nổi tiếng, thì người thứ hai có thể nói đến là ảnh hưởng nhiều, có thể nói là Eddie Van Halen. Thì nói chung là mới 65 tuổi mất thì theo mình cũng còn quá là trẻ. Tuy nhiên là bị bệnh ung thư, ông cũng chống chọi cũng rất là lâu rồi. Thì đến hôm nay thì cũng gọi là hơi tàn sức kiệt, thì cũng mong là Eddie Van Halen ra đi thanh thản. Và chắc chắn một điều ông sẽ luôn được nhớ tới như là một trong những người tạo cảm hứng và truyền dạy cho rất nhiều tay guitar thế giới. Nếu bạn xem clip này và bạn chưa biết gì về Eddie Van Halen, bạn hãy lên YouTube hoặc Google search về cái tên của ông, nghe những bản nhạc của ông và bạn sẽ thấy rằng là nó tuyệt vời như thế nào. Một lần nữa, clip này thực sự là muốn cảm ơn đến ông, bởi vì ông là một người ảnh hưởng rất là nhiều đến đến khoa. Về cái kỹ thuật tapping cũng là một kỹ thuật mình rất là yêu thích. Thì ngẫu hứng thôi, hôm nay cũng buồn quá, hơi lên trong cái đàn đánh đại thâu một đoạn cho các bạn và chia sẻ vài cái ý về đại danh thủ này. Thì mong là âm nhạc của ông cũng sẽ tiếp tục được người ta nhớ đến. Và nếu bạn chưa biết, hãy nghe. Bởi vì nếu bạn không nghe về Van Halen thì đó là một thiếu sót của một người chơi guitar đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.